đẹp quá cô ơi. Đã thiệt. Trời ơi, mày làm cái gì mày nhiễu nhão cái thấy ghê gì đâu có thiệt á. Cái gì? Trời, cái tướng ta đẹp gần chết luôn á, qua cái tướng mày. Thấy ghê, thấy ghê. Nguyên Dũng quá mày ơi, Nguyên Dũng quá. Mẹ ngốt quá vậy á, chết chết á. Mày chừng chúng gió chết đó ba cô ơi. Cô xả đi cô. Xả ra được không? Xả ra nè. Dạ, giới thiệu với cô, tụi con nay vô đây xin học nhảy. Dạ. Con đam mê học nhảy á. Con mê học nhảy nhỏ, con mê lắm. Mày xưng con với ai vậy? Xưng con với cô, mày lịch sự mà. Mày điên hay vậy? Mày con của má mày hợp lý hơn, mày hiểu không? Có, mày vô duyên quá, tự nhiên mày làm nhục đó. Cô. Thôi thôi, đừng gọi là cô, đừng xưng con, già quá. Dạ, mình tôn sư trọng đạo mà. Cô qua cho tụi con vô học được không? Rồi. À, cho tụi con học nha cô. Dạ. Ok, vô học đi. Vô đi. Đi. Dạ. Dạ. Con vô học. Rồi, động tác đầu tiên. Vô. Mấy bạn vô vị trí. À, bây giờ phải làm gì mấy bạn? Vô vị trí. Không, tao chứ, tao già, cho tao vô trước đi. Mày điên quá, mày già xương cốt, mày yếu, mấy cái động tác này khó, mày hiểu không? Mày để tao. Không. Mày để tao. Ôi trời ơi, diễn mất gần của tao. Dạ cô. Làm gì vậy? Thì cô là hình, con là bóng, cô đọc cái gì cô làm theo cái đó. Đi ra phía trước đi. Thấy chưa? Thấy chưa? Mày tuổi trẻ mà tài mà không có cao cái gì đó. Sao vậy? Để cô chửi cô gầy mày kìa. Đồ học sinh yếu kém. Đi ra đi. Yếu kém vô dụng không có làm được cái gì hết. Mới có 2 giây vậy. Có 2 gì hai? Thế tao. Không có 2 gì. Ý là cô giận mày. Cô nói mày tự nhiên đứng sao? Nắm tay gì? Đúng không cô? Nắm tay hả cô? Đúng không? Tài, đúng không? Đúng không? Đứng mà nắm tay vậy không đúng. Ý cô nói là mình phải ra trước. Đó. Mình nhìn thẳng vào mặt cô. Đúng không? Nhìn thẳng vào mặt cô, mình tâm sự cô. Còn nếu như không được thì mình có thể mình đứng ngang. Rồi mình gác nhái. Mình nói chuyện với cô. Nói đúng không cô? À, con hiểu rồi cô. Nãy giờ con không biết, con xin lỗi. Chánh đa tới tao. Thưa luôn. Là bây giờ là có nghĩa là bây giờ là gác nhái đúng không? Gác nhái. Dạ, thì cô gác nhái cho xích qua con. Đó. Thơm. Coi bây giờ đúng chưa cô? Cô thấy hợp lý hả? Anh bị sao vậy? Sai nữa hả cô? Sai sao không sai? Tao sai nữa. Đi học mà làm như học nhảy mà làm như nhảy đầm vậy trời. Chưa có kinh nghiệm. Thí dụ nè, phải biết kinh nghiệm của nó. Em nói đúng nè cô. Thí dụ nhảy đầm đúng không? Nhảy đầm thí dụ như đó, cô dịnh cái em đi. Đó, cái tay này đây. Đó, phải sát vô chút xíu. Cái tay để vậy nè. Đó, mới là nhảy đầm. Hiểu không? Rồi. Con cái của mày là tào lao. À, thậm chí mà thân thiện hơn. Thân thiện hơn là gì? Cô em nói đúng nè. Thí dụ cô ôm cái bụng nè. Cô ôm nè. Đó, như vậy là nhảy đầm. Con hiểu rồi. Bây giờ con không biết, con xin lỗi cô. Là có nghĩa là cái vai này ôm eo tao. Ôm đúng rồi. Còn cái tay này. Cái tay này. Ôm tao chứ. Ôm tao nè, đó. Mày bậy rồi, đi ra đi. Mày để tao. Gì vậy? Trời ơi. Cô đừng chống cự nữa, để tụi con tập. Tụi con tập không được là do cô nha. Do cô đó. Bị điên hả? Nghiêm túc đi. Giỡn đủ chưa? Dạ đủ rồi. Đủ rồi. Đi vô. Dạ, biết rồi. Cái nét giận bén quá. Cùng mùi ở xà lị thơm quá. Ôi trái cây mới nhúng rồi. Đó cô. Hai bạn này nè cô. Hai cái bạn này. Trời ơi kết với tao rồi. Chết nè. Tao thử dụng. Trời ơi. Tao khóc được ổi rồi. Tao chấp ngược ăn ổi nhưng mà tao không ăn đâu. Tao gặm ổi thôi. Ôi trời ơi. Chết tao 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 đặt rần trong người ra mày ơi. Trời ơi, còn mày đặt thay đồ. Mới có mấy bút mày đặt thay đồ nữa. Mày đặt làm tóc. Ủa tóc Michael nữa. Trái ổi xá lị của tôi. Trái ổi xá lị của tôi. Ổi này là mướp. Ủa, ổi đâu? Sao có mướp đây vậy? Cô giáo tôi đâu? Hai trái ổi xá lị tôi đâu? Cô giáo cái gì? Tôi cô giáo đây nè. Vô đây anh. Đi.
thưa thầy, em tới trễ. Sao sao lớp không có ai hết vậy? Ủa bữa nay có tập không ta? Thứ sáu à? Không ai tập, mình tập một mình. Chắc thầy tới trễ quá. Chào thầy. Chào thầy. Chào thầy luôn hả? Dạ. À, thầy chào các con. Mấy con là mới đăng ký học phải không? Dạ đúng rồi. Rất vui được làm quen các con. Dạ. Yeah. Yeah. Yeah, vô chỗ, nhanh. Dễ thương quá. Trời ơi. Thầy không ngờ lớp học chúng ta có những bạn nữ dễ thương vậy luôn đó. Thầy quá khen. Dễ thương quá. Ấy da. Dễ thương. Thì tới con tới đây học gì vậy? Yoga mà. À yoga. Thì mình vô học luôn nha. Mình học luôn nha. Dạ. Rồi, chúng ta đưa hai tay lên nào, đưa tay lên. Rồi, trước ngực tới con thẳng nha. Rồi sắp hai tay đang tay với nhau. Đó, ok không? Ổn không? Rồi, lúc này thì cái nguồn năng lượng sẽ tập trung ở trước ngực của các con. Ok không? Vậy thì đo thử là cái nguồn năng lượng nó như thế nào nha. Rồi. À, ok. Thiêu nào. Lắm rồi. Thiêu. Sao lỏng người ra con, thiêu ra sao lỏng ra. Rồi, rồi nè. Tới con nè. Sao lỏng ra, eo sao lỏng ra. Ok rồi, ổn nha. Con tắm chưa? Rồi. Ok. Rồi, ok, thả lỏng người ra nè. Tập yoga mà. Thầy đang tập đó. Tập chung, không sao đi về đi. Trời ơi, lớp ồn quá à. Ổn rồi đó. Rồi, ok, ổn nha. Ai tất cả đều ổn nha. Tất cả đều có năng khiếu hết, tất cả đều có năng lượng tốt hết. Thầy kiểm tra rồi đó. Thầy mời các em ngồi xuống. Ngồi. Đó, ok. Rồi. Thiền là một cái phương pháp mà giúp cho tâm của các con lắng dịu xuống và cơ thể chúng ta sẽ được nghỉ ngơi. Ok. Ngước mặt lên. Ngước mặt lên. Chưa tắm đã tắm rồi xạo. Rồi. Các con biết không? Khi mà đi tập yoga chúng ta không nên xài nước hoa. Bởi vì á, nước hoa nó sẽ làm cái mùi ngăn cản để thân tâm của con, khứu giác các con tận hưởng những mùi hương tự nhiên khác xung quanh các con. Bây giờ thầy kiểm tra nha. Ai xài nước hoa nè, giơ tay lên. Thầy không tin nó xài nước hoa. Thầy kiểm tra coi. Thầy xài nước hoa nữa nha. Không có tốt. Thầy con, thầy kiểm tra coi. Thầy nước hoa không? Dạ không. Phải không? Thầy kia coi. Nó kỹ ta. Con ngửi thầy có nước xài nước hoa không? Có. Tốt mà, thầy đâu có xài nước hoa đâu. Thế con nè, thầy con có nước hoa không? À, không có nước hoa. Thôi nha, đừng có sợ thầy nha. Vừa thầy kiểm tra coi. Thầy kia. Nặng nhiêu ký? 45. Thầy không tin, thầy căng mới được. 46 nha, 46 ký đó. Rồi, con nặng nhiêu ký? 53. Trời ơi, nhỏ gì 53 ký luôn à. Thầy không tin. Phương hả? 60 ký nha. Dạ. Đừng có xạo với thầy nha. Thầy kiểm tra này coi. Gì hoài vậy thầy? Số 1 nha, đừng có giỡn với thầy nha. Con nhiêu ký? 45. Tắm chưa? Đúng rồi. Xạo, khỏi ôm đi. Đi tập yoga chứ không phải đi tập đá bóp chất hơi, hiểu không? Dạ. Đeo khăn làm gì vậy? Đi bơi hả? Bỏ khăn ra. Mồ hôi mà. Bỏ ra đi. Trời ơi, phòng tập nóng rồi. Lần sau đi tập là mặc đồ mỏng mỏng nha. Mỏng lắm rồi nè. Ghét. Đi tập yoga đó, thấy không? Cái vẻ đẹp của người phụ nữ là cái quan trọng nhất, là vẻ đẹp của sự tự nhiên. Thấy không? Trời ơi, đi qua nè. Make up nè, phấn son gì mà nó dài cả lớp vậy đó. Xài mùi gì vậy? Mát đúng không? Hư quá à. Học sinh hư nè. Đi học mà make up đậm nè. Hư, có độ không? Thiệt đúng không? Kiểm tra nha. Ôi trời chị.
Em giỡn thôi. Kỳ quá. Nhận tôi ra. Đi làm chưa? Vô. Con mày nhốt xe luôn rồi. Vô đây, vô đây. Để lên, vô để lên. Ủa, đi vô chỗ đi, vô chỗ đi. Ai vậy? Thầy, thầy. Đẹp trai. Thầy hả? Ừ. Vô chỗ. Ăn tập rồi, cuối gặp người xuống con, gặp người xuống này. Gặp người xuống. Thầy không có cho đi học sức nước hoa đâu bà, là bà hay sức nước hoa lắm nè. Thấy sức hoa hả? Đứng lên. Rồi, đi theo lên, đi theo lên. Thầy tập cho bạn mới vô. Đi qua tập đi. Thầy qua tập cho bạn đi. Bạn này hãy sức nước hoa đi học lắm. Trời ơi, bạn nó cưng lắm, bạn đánh cứng vậy vậy. Đi qua tập đi thầy. Chị em xoạc đi. Thầy ơi.